Giá heo hơi hôm nay, ngày mùng 7 tháng 6 điều chỉnh nhẹ 1.000 đồng mỗi kg tại một số địa phương. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc nhích nhẹ 1.000 đồng mỗi kg. Tại khu vực miền Bắc, thị trường heo hơi hôm nay tăng nhẹ một giá tại một số địa phương. Cụ thể, sau khi nhích nhẹ 1.000 đồng mỗi kg, tỉnh Lào Cai hiện giao dịch ở mức 65.000 đồng mỗi kg, thấp nhất khu vực. Tỉnh Bắc Giang cũng điều chỉnh tăng 1.000 đồng mỗi kg lên ngưỡng 67.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giao động trong khoảng 65.000 đến 70.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 67.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 67.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 65.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 70.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 68.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 68.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 69.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 68.000 đồng mỗi kg. Hà Nam là 67.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 67.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 69.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 68.000 đồng mỗi kg, Tiên Quang là 67.000 đồng mỗi kg. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Bản, Lào Cai hết ngày 26 tháng 5, huyện đã tiêu hủy 806 con heo mắc dịch tả heo châu Phi, tương đương 28 tấn. Bệnh dịch tả heo châu Phi, ASF bùng phát trở lại tại huyện Văn Bản. Lào Cai đã khiến nhiều hộ nông dân lâm cảnh trắng tay, báo Lào Cai đưa tin. Dù đã có 7 năm kinh nghiệm nuôi heo, hai lần trải qua dịch KSF nhưng lần này gia đình anh Triệu Tòn Nhì, thôn phiêng đóng, xã Nậm Xây, văn bản không thắng nổi dịch bệnh. Đàn heo gần 40 con đã chết bởi dịch tả heo châu Phi khiến gia đình gánh món nợ gần 60 triệu đồng. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên tương đối ổn định. Thị trường khu vực miền Trung, Tây Nguyên tương đối ổn định so với cuối tuần trước. Trong đó, Mức giá cao nhất khu vực là 72.000 đồng mỗi kg tiếp tục được chứng kiến tại hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Riêng tỉnh Nghệ An hạ nhẹ một giá xuống còn 68.000 đồng mỗi kg. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung tây nguyên dao động trong khoảng 67.000 đến 72.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 67.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 68.000 đồng mỗi kg. Hà Tĩnh là 68.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 68.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 72.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 72.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 68.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 68.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 67.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 68.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 68.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 68.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 68.000 đồng mỗi kg. Bình Thuận là 67.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam biến động trái chiều. Tại miền Nam, giá heo hơi điều chỉnh 1.000 đồng mỗi kg so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Theo đó, Vĩnh Long giảm nhẹ 1.000 đồng mỗi kg xuống còn 67.000 đồng mỗi kg. Ở chiều ngược lại, tỉnh Tiền Giang hiện thu mua heo hơi với giá 69.000 đồng mỗi kg, tăng 1.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 67.000 đến 70.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 68.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 68.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 69.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 69.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 68.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 68.000 đồng mỗi kg, Long An là 70.000 đồng mỗi kg. Đồng Tháp là 70.000 đồng mỗi kg. An Giang là 68.000 đồng mỗi kg. Vĩnh Long là 67.000 đồng mỗi kg. Cần Thơ là 68.000 đồng mỗi kg. Tiền Giang là 68.000 đồng mỗi kg. Hậu Giang là 68.000 đồng mỗi kg. Cà Mau là 68.000 đồng mỗi kg. Tiền Giang là 69.000 đồng mỗi kg. Bạc Liêu là 68.000 đồng mỗi kg. Trà Vĩnh là 67.000 đồng mỗi kg. Bến Tre là 67.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 68.000 đồng mỗi kg. Theo các hộ chăn nuôi lợn, đây là mức giá thấp khiến người chăn nuôi lo lắng. Đó là chưa kể, bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát cao trên diện rộng. Trái ngược với giá lợn hơi, giá thức ăn chăn nuôi liên tiếp tăng cao. Tính từ tháng 11 năm 2020 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi đã tăng 7 đợt từ 250.000 đồng lên 320.000 đồng mỗi bao loại 25kg, gần như tháng nào cũng có một đợt tăng giá. Nhiều trang trại, nông hộ chỉ dám chăn nuôi cầm trừng, không dám tăng đàn trong thời gian này. Với mức giá hiện tại, gia đình ông Nguyễn Văn Tỏa, ngụ ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba, huyện Châu Đức chỉ nuôi cầm chừng khoảng 100 con lợn để duy trì đàn. Nếu trong những ngày tiếp theo giá thức ăn chăn nuôi vẫn tăng ông tính toán sẽ phải giảm 50% đàn nuôi đang có, vì không còn vốn để có thể duy trì nổi số đàn nuôi. Theo tính toán của ông Nguyễn Văn Tòa, nếu như trước đây giá lợn hơi ở mức từ 78.000 đến 80.000 đồng mỗi kg, người chăn nuôi có sẵn nguồn lợn giống sẽ lãi từ 2 đến 2,5 triệu đồng mỗi con, còn với giá bán lợn hơi ở mức như hiện nay thì người nuôi không có sẵn nguồn lợn giống cầm chắc sẽ lỗ.